Mời đàn trai vào. Rồi, mời em trai ngồi. Và bây giờ xin mời đàn gái xuất hiện. Bây giờ đàn trai, đàn gái có mặt trên sân khấu rồi. Mình giới thiệu về lý lịch trích ngang của mình. Nói lớn lên cho hai bên cùng nghe nha. Mời đàn trai. Lời đầu tiên con xin được gửi lời chào đến chú Quỳnh Linh, chị Lâm Thư và chào bạn ngồi kế bên. Con xin giới thiệu, con tên là Trần Đình Huy. Năm nay 26 tuổi, hiện tại đang công tác tại Lữ đoàn 171, vùng 2 Hải quân, địa điểm là thành phố Vũng Tàu ạ. À, tức là công tác tại Vũng Tàu. Vâng, quê quán con ở Hưng Yên ạ. Hưng Yên và Vũng Tàu công tác. Con có thể nói nhiệm vụ cụ thể của con là làm gì? Dạ, nhiệm vụ cụ thể của con là làm nhân viên vận hành các trang bị kỹ thuật được biên chế ở trên tàu ạ. À, rồi, mời đàn gái. Dạ, xin chào quý vị khán giả, chào chú Quỳnh Linh và em chào chị Nam Thư và chào đàn trai bên kia ạ. Em tên là Vân Anh, hiện tại em 20 tuổi, em sinh sống ở Vũng Tàu. Hay quá. Vân Anh, em làm công việc gì ở Vũng Tàu? Dạ, em đang là sinh viên sư phạm ạ. À, sinh viên sư phạm năm mấy rồi bé? Dạ, năm 2 chị. Dạ, sư phạm Long Toàn á hả? Dạ. À, tại chị cũng ở Vũng Tàu. Ôi dạ chị. Rồi. Hai người ở gần nhau không? Hỏi thế xem ở gần không? Đúng rồi. Em gái bên kia có ở chỗ đường 30 tháng 4 không em? Dạ, nhà em ở trên đường 30 tháng 4 á anh. Ồ, quá gần. Thấy chưa? Ở cùng một con đường mà chưa bao giờ gặp nhau. Đến 20 mấy tuổi mới gặp nhau đây. À, bên đàn gái cho đàn trai biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi. Dạ, khuyết điểm của con thì rất là thân thiện, vui vẻ và rất là biết kính trên nhường dưới. Cái đó là ưu điểm à? Ừ. Đó là ưu điểm. Em còn nấu ăn ngon đó chị. À, ưu điểm. Rồi còn khuyết điểm nè. Dạ, khuyết điểm của em là em hơi thẳng tính một xíu. Ví dụ? Cái kiểu như là mình để bụng lâu á chị thì rất là sẽ khó chịu nên là em sẽ nói ra. À, cái gì mình khó chịu là mình sẽ nói thẳng thắn đúng không? Dạ. Rồi. Vậy khuyết điểm cũng nhẹ nhàng quá ha. Dạ. À, đồng chí thiếu úy. Dạ, báo cáo với chú là điểm mạnh của con thì tính tình vui vẻ, hòa đồng với mọi người, đồng chí đồng đội và mọi người xung quanh. Con cũng biết nấu ăn, thì cũng nhiệt tình trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Còn bên cạnh những cái điểm mạnh, có khuyết điểm là con thì cũng ít nói. Nhất là khi giao tiếp với các bạn nữ, được vài câu là con hết lời. Dạ. Còn đôi khi thì cũng tí hay quên chứ. Dạ. Hay quên. Vâng. Thì mình có mấy mối tình rồi? Dạ, thưa chú là con đã qua trải qua 2 mối tình rồi. Nhút nhát 2 mối tình rồi ha. Thì mối tình đầu của con thời sinh viên cũng cấp 3 gọi là yêu thầm ấy. Ừ, tức là yêu đơn phương đó. Dạ, đúng rồi ạ. Yêu đơn phương mấy năm? Dạ, cũng đơn phương được 2 năm. Rồi sao không dám nói? Chắc là tại ngày xưa mình trẻ á. Rồi mối tình thứ hai? Dạ, mối tình ở thứ hai con cũng được nửa năm thì cũng kết thúc được hơn 2 năm rồi ạ. Lý do tại sao? Dạ, khi trong quá trình quen biết ấy, thì con cũng đi thời gian con đi học một năm thế là hai người không liên lạc với nhau nữa. Hai mối tình nó cũng nhẹ nhàng quá ha, chưa có sâu sắc lắm. Vâng. Rồi lý lịch đàn gái sao nè? Dạ, con trải qua chưa có mối tình nào vắt vai hết chú ơi. Con trải qua chưa có mối tình nào vắt vai á. Sao vậy con? Vậy là trước giờ ví dụ như có thích đơn phương ai, em có thích không Vân Anh? Dạ có, em có mối tình con Cào Cào năm cấp 3. Thích qua thích lại vậy thôi hả? Hay sao? Hay là một mình em thích? Dạ, tụi em có tìm hiểu sơ sơ. Bên kia tình yêu nó còn nhẹ nhàng bên đây nữa. Đúng hả? Đúng rồi, nó sơ sơ nhưng mà xinh đẹp, dễ thương, hòa đồng. Nói chuyện giọng nói ấm áp, có duyên như em thì không ai theo đuổi luôn hay sao? Hay là tại mình hơi kén? Dạ, tại chưa tìm được người phù hợp với chị nên mới lên đây nhờ chương trình. Vậy bây giờ con thấy người phù hợp với con là người như thế nào? Dạ, người phù hợp với con là ngoại hình là cao trên 1m7. Wow. Không hói. Không hói. Không hô. Không hô. Dạ, mọi rồi. Thứ đều ổn đó chị. Không hói, không hô, mọi thứ đều ổn. Để chú qua chú hỏi một vài thông tin coi. Dạ. Chào. Em chào chú Quyền Linh. À, tại sao lại không hói, không hô? Dạ. Biết đâu người đó yêu mình rồi sao?
người thương thật tình, người ta chăm sóc cho mình, người ta lỡ hối con chút xíu rồi sao? Dạ thôi vậy cũng được chú. Ừ vậy cũng được chứ đúng không? Rồi bây giờ là nếu mà lấy đồng chí sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân Việt Nam á, thì cái tính kỷ luật rất là cao, con có chịu được không? Dạ con chịu được ạ chú. Thí dụ như cái ngày mà đám cưới, vừa đám cưới xong là có lệnh là phải lên đường liền. Dạ không sao ạ, tại tổ quốc cần mà chú. Trời ơi, mình phải hy sinh chứ. Hay quá. Tôi thấy tôi chịu nhỏ này rồi nha. Được à, con cháu gì quá tốt luôn á. Con nghe con thấy chịu rồi không? Chịu đúng không? Nghe chịu liền. À, vậy được đó, mình là gái dễ thương lắm. Dạ. Qua coi đàn trai tôi nè, trời cũng đẹp trai, cũng sói ca lắm à. Để chị. Trong giờ hết là chị nha chị. Ừ, để chị. Rồi chị ơi. Oppa. Trời ơi, nhìn cặp mắt là thấy oppa rồi. Tưởng Hàn Quốc chị mà hả? Gọi oppa là em hiểu ha, mắt một dạ. Mí oppa mặt dễ thương quá. Bây giờ cái mẫu người phụ nữ mà em thích mong muốn là gì, mẫu người yêu lý tưởng của em là gì? Dạ, mẫu người yêu lý tưởng của em thì tính cách là hiền lành, thích một người phụ nữ là truyền thống và có pha một chút là hiện đại tí ạ. Ừ, còn về cái hình mẫu bên ngoài thì như thế nào? Ngoại hình thì cao trên 1m55 mà được. Ừ, dáng người thì cân đối, không béo quá cũng không gầy quá. Dạ thì thôi. Vậy điều gì mà em không thích nhất ở phụ nữ? Điều không thích nhất là nói nhiều, nói lăng nhăng, không vào mục đích. Thứ hai là không trung tình. Phải trung tình. À. Thì em sẵn sàng em trung tình thì muốn bạn gái em lại trung tình với em. Rồi, thưa hiểu. À, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và dì của em. À, mẹ và dì. Dạ, chào cô. Cô chào cô ạ. Trời ơi. Dạ, mọi người ạ. Xin chào hai MC Quyền Linh với Nam Thư. Chào quý vị khán giả, chào nhà trai. Tôi là mẹ của cháu Vân Anh. Thì tính cách của cháu Vân Anh cũng là rất là mạnh mẽ. Cháu là một người con cô hiếu. Tôi thấy đàn con trai sao? Cháu bên này thì thấy cũng được, thì nhìn cũng hiền lành. Thì bây giờ đến với nhau thì cũng là một cái duyên rồi. Cũng cho các cháu cơ hội thì sau tìm hiểu thêm. Dạ rồi, cảm ơn nhà gái mình. Dạ. Đàn trai đi với ai? Dạ, hôm nay đi thì có thủ trưởng lữ đoàn và các đồng chí ở trong công tác tại tàu cũng như cháu. Mời thủ trưởng. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư. Dạ. Xin chào gia đình của bạn Vân Anh. Xin chào quý khán giả trong trường quay. Hôm nay đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì anh em chúng tôi là cán bộ nhân viên của lữ đoàn 171 vùng 2 quân chủng Hải quân, đi đến để cổ vũ cho em Trần Đình Huy. Đình Huy cũng rất là hiền lành, tính cách vui vẻ và năng động, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Và đặc biệt là cũng rất là thích câu cá và câu rất giỏi. Tuy nhiên đứng trước chị em thì cũng còn hơi rụt rè và cũng chưa được kiên trì lắm. Về bạn gái bên này thấy cũng rất là dễ thương, rất nhẹ nhàng. Mong là hai em sẽ tạo cho nhau những cái cơ hội để tìm hiểu. Chúc hai em thành công. Xin cảm ơn chương trình. À, cảm ơn hai bên đàn trai đàn gái. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Huy. Hai chào em ạ. Dạ. Thì lần đầu tiên anh gặp em thì anh có chú gấu bộ đội. Anh đã gửi gắm cái tình cảm của anh vào chú gấu này thì mong em nhận. Những lúc nào mà nhớ đến anh thì hãy nhìn nó. Dạ, em cảm ơn. Anh tặng em cây viết. Thì anh muốn cái cây viết này sẽ viết lên những cái tình cảm và cho chúng ta được tiến xa hơn nữa. Dạ, em cảm ơn. Anh cảm ơn. Em cũng có một loại cây muốn tặng anh về bức thiệp. Cây này hy vọng là anh sẽ luôn mạnh mẽ và vượt qua mọi chông gai thử thách. Bức thư này em mới viết từ tối hôm qua. Tuy không dùng cây bút của anh nhưng hy vọng em sẽ được viết nhiều lần bằng cây bút của anh. Cảm ơn. Mình mở thư mình đọc luôn. Xin phép mời chú và mọi người xin phép đọc lá thư này không? Ngày gặp nhau đang đến gần, em thật sự rất lo lắng. Em có một chút tò mò, một chút hy vọng để xem người bên kia là ai. Anh có tò mò rằng em là ai không? Nếu đã có duyên như vậy thì cho dù sau này có như thế nào, em sẽ tôn trọng những quyết định mà em và anh đưa ra. Ta thấy niềm vui bên trong niềm vui của người khác, đó là chính hạnh phúc. Xin hết ạ.
người ta thức đêm người ta viết. Dạ. Mình cảm nhận thế nào? Thì thật sự là rất là xúc động. Cảm ơn em viết thư rất là hay. Thì anh gặp em ở Vũng Tàu. Em hiện giờ đang đi học, thì có những cái thời gian rảnh nào để chúng ta được gặp nhau và quen nhau được hơn, nhiều hơn? Dạ, thời gian của em khá là linh động. Quan trọng là anh rảnh vào thời gian nào ạ? Thời gian rảnh của anh thì thường là buổi chiều hoặc là thứ bảy chủ nhật. Mà anh thường có thời gian rảnh, anh sẽ đến với em. Quan điểm về tình yêu của mỗi đứa thế nào, nói cho nhau nghe để hiểu nhau nhiều hơn. Tình yêu là xuất phát từ hai người, thì dành cho nhau những tình cảm, chia sẻ cho nhau những ngọt bùi để cùng nhau vượt qua, đi đến những cái bến bờ hạnh phúc riêng. Còn quan điểm tình yêu của em là sự cảm thông và chia sẻ, đặc biệt là tin tưởng nhau. Nếu mà hai đứa tiến xa hơn thì phát triển kinh tế thế nào mình cũng bàn tới luôn đi. Dạ, cháu hiện tại đang công tác ở Vũng Tàu thì cũng đang hướng là cũng định cư trong Vũng Tàu luôn. Ở Vũng Tàu anh ở với ai ạ? Ở Vũng Tàu anh ở thì anh ở cũng có mấy cái đồng chí thôi, còn đâu bố mẹ anh là ở quê, anh ở mình anh ở trong này. Rồi mình tính tiến tới thì khoảng bao lâu mình sẽ kết hôn? Dạ, nếu mà nhanh thì chắc đợi em học xong hoặc có thể tiến tới hôn nhân ạ. Còn em nghĩ sao hả Vân Anh? Dạ, em nghĩ là thời gian nó không phải là vấn đề, quan trọng là mình cảm thấy đủ tin tưởng và hy sinh dành cho nhau thì mình tiến tới hôn nhân. Nhưng mà với dự định của em thì em nghĩ là 1 năm hoặc 2 năm ạ. Nếu mà hai người tiến đến hôn nhân được thì em hứa gì với cô gái đó? Dạ, khi tình yêu đủ chín muồi và hai người quyết định hôn nhân thì nó sẽ chăm chút cho gia đình của mình càng ngày càng triển êm ấm hơn. Được không con? Dạ được chú. Tại ông cha ta có câu bộ đội lấy phải giáo viên, gia đình hạnh phúc xứng điên cạo người mà chú. Trời ơi, hay quá. Quá là hay luôn. Rồi hát tặng bạn gái một bài đi. Đúng Quy. Rồi. Dạ cũng không hát hay cho lắm. Và thì hôm nay chương trình thì chúng hát một đoạn của bài Người đến từ Triều Châu. Nhìn trông xa ai còn vấn vương sông hồ, mà lời đấy bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp nữa hồng, và ở nơi đây có môi duyên lòng. Cùng người đấy anh đang chờ em xây mộng kết tờ. Ngày anh đến âm này mùa đông xa lạnh mịt mờ. Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương. Sẽ không còn những ưu buồn, chung mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao, cùng đàn em trao vườn xuân. Xin hết ạ. Đứng đó. Bạn gái hát tiếp. Tới Vân Anh nè. Dạ. Em hát không hay nhưng em sẽ hát một đoạn bài Một Nhà. Nắm tay nhìn Huy mà hát. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Đó. Bài hát hết sức ý nghĩa, dễ thương. Về vị trí đi, Huy. Tụi anh có về Vũng Tàu không ạ? Xe anh còn chỗ không cho em về nữa. Trời ơi, hay quá. Dạ luôn, anh muốn mời em và gia đình đi cùng xe về Vũng Tàu cùng với anh. Rồi, bây giờ xin mời hai bạn để tay lên nút bấm nha. Từ nãy tới giờ các bạn đã trao đổi, các bạn đã nói chuyện với nhau. Chị nghĩ là hai bạn phần nào có thể cảm được về nhau và có cảm xúc với nhau. Còn bây giờ, bắt đầu thực hiện bấm nút nha. 3 2 1 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi. Đầu tiên là con xin cô và mọi người, thì chương trình này thì con muốn thể hiện một chút tình cảm của mình ở trên đây cho anh em mọi người xem. Ủa, nãy khai ngát gái lắm, bây giờ lên anh Quyền Linh chưa kịp nhắc thủ tục chương trình à? Không rồi, ê cha, coi chương trình rành quá. Đúng là nhất cự ly nhìn tốc độ mà. Hai đứa rất là hợp với nhau. Giữ chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đến đây để xem phim, để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha.
các bạn hãy gọi điện, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nhé. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù có xa cách mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Nào hãy nắm chặt tay nhau, đừng rời xa nhau. Chúc bạn hạnh phúc nha. Cảm ơn ạ. Cảm ơn các bạn. Nói chung là em thích con trai thơm, em thích con trai thơm. Thích con trai thơm, bên đó có thơm không anh Linh? Chút biết. Chút biết. Ủa vậy hẹn hò thì tối, hẹn hò thì sao anh về? Khuya về. Không được thì qua nhà em ngủ, nhà em có phòng. Vậy là trời ơi. Mời bạn nam. Rồi. Rồi, hai bạn giới thiệu đi, chào em gái. Dạ, em chào chị Quỳnh Linh. Em chào anh Cát Tường, chào... Dạ, em xin lỗi. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào các bạn ở có mặt trong trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Thu Hiền, năm nay em 23 tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc ở Tân Bình và em đến từ Bến Tre ạ. Em làm công việc gì? Dạ, em làm bên phòng xử lý nợ của công ty FE. À, dạ. Bạn trai. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị khán giả. Chào bạn nữ bên kia. Em xin thử giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Hiếu, năm nay 25 tuổi. Hiện đang làm việc tại Tân Bình, làm nhân viên kỹ thuật bên truyền hình cáp SCTV. À, Hiếu làm kỹ thuật truyền hình cáp ha. Dạ. Quê em đâu Hiếu? Dạ, quê em ở Long An. Long An. Hiện đang làm việc ở Tân Bình. Hồi hộp quá hả? Hiếu hơi rung quá nha. Điểm mạnh điểm yếu của Hiếu là gì? Dạ, điểm mạnh của em là lanh lẹo hoạt bát, có khả năng học hỏi được cái mới. Em là kỹ thuật, bởi vì nếu mà điện nước gì trong nhà hư là một tay em làm hết. À, có khả năng nấu ăn thì cũng hơi ngon xíu. Dạ. Nhược điểm trong công việc thì hay, có nghĩa là mặc dù đó biết mình biết nhưng mà hơi hấp tấp nên cái đó là điểm yếu của em. Hơi hấp tấp nên nó cũng hơi sai sót đúng không? Dạ. Ủa làm điện hả em? Dạ làm điện. Làm điện mà hơi hấp tấp rồi bị điện giật chừng nào? Không, nhưng mà hấp tấp cho một số trường hợp thôi chị ơi, chứ trong nếu mà cái nào nguy hiểm là phải cẩn thận. Vậy là chưa có bị điện giật phải không? Dạ hồi xưa giờ làm thì chưa có bị điện giật. Thử hôm nay nắm tay bạn gái thử coi. Ủa là thế sao? Nào? À, nắm tay bạn gái là điện mới giật đúng không? Dạ. Rồi hy vọng bữa nay em bị điện giật. Bạn rồi. Gái trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em là trải qua hai mối tình ạ. Mối tình đầu tiên của em là từ năm lớp 11 đến năm 2. Rồi mối tình gần đây nhất? Dạ mối tình gần đây nhất là cách đây nửa năm rồi chị. Cách đây nửa năm? Dạ. Mình quen được bao lâu? Dạ cũng quen được nửa năm. Có đại gì cũng chưa sâu đậm gì lắm hả? Dạ lúc đó giống như là bị ảnh hưởng cái mối tình đầu nhiều quá cho nên mối tình thứ hai nó trời đất nó giống như không kéo dài được cái chị sắp tới. Nhưng mà vui. Em có cái điểm mạnh điểm yếu gì em chưa giới thiệu cho ảnh biết? Điểm mạnh của em thì em cũng nói chung là em cũng lấy lợi, cũng hòa đồng với bạn bè, rồi cũng thân thiện, nấu ăn thì nấu ăn những món cơ bản thì được. Những món nào khó khó thì từ từ em học. Rồi dạ. Khuyết điểm? Khuyết điểm thì có một cái em cũng hơi nóng tính một xíu, nhưng mà cũng dạng dễ nóng rồi dễ hết chứ không phải là nóng để trong bụng hoài. Rồi mời bạn trai tình trường. Em sao? Em thì chỉ trải qua một mối tình hồi học cấp 3 thôi. Sau khi học xong cấp 3 thì đặt mục tiêu là tương lai đến trước, lên thành phố thì lo chú tâm vào việc học thôi. Sau khi ra trường xong á thì nay em đi làm cũng 3 năm mấy rồi, làm ở Tân Bình mà sáng đi thì chiều về, bởi vậy cũng không có thời gian đi chơi, bởi về tới nhà là tối rồi. Cũng chưa có thời gian để tìm bạn gái. Rồi bây giờ em muốn tìm một đứa yêu thương của mình như thế nào? Dạ bạn gái thì cao cỡ 1m55 trở lên là được, tóc dài, quê ở miền Tây. Em khoan, em cao nhiêu? Dạ, dạ em cao 1m69. Bạn gái cao 1m69 được không? Dạ được. 82. Quá rồi. Dữ. Vậy còn em, mình muốn tìm một cái người chồng tương lai của mình là cái mẫu như thế nào? Dạ, nói chung là ngoại hình bên ngoài thì cũng cao ráo, sáng sủa, sạch sẽ một xíu. Tính tình thì cũng hòa đồng với mọi người, đừng có mà ích kỷ hay là gia trưởng quá. Như em không thích là có mùi. Nói chung là em thích con trai thơm, em thích con trai thơm. Thích con trai thơm, bên đó có thơm không anh Linh? Chút biết. Chút biết. Thôi, nói chung là chút rồi biết á, dạ. Thơm, không sao đâu, chàng trai bên đây là sạch sẽ, dễ thương, đẹp trai, hiền hậu. Em ghét thích cái tính gì của đàn ông? Dạ em ghét là ích kỷ với lại gia trưởng. Cái đây có ích kỷ không? Cái đây không có anh ơi. Đây không có đâu, thoáng lắm, nhìn nó phóng khoáng không? Gia trưởng không? Không có gia trưởng. Em không chừng em là làm chủ luôn, em là gia trưởng luôn á. Cái đó chắc về mình mới biết chứ. Anh đến hiền lắm. Dạ. Không? Dạ.
Vậy còn yêu cầu gì đàn trai nữa không? Nói chung là sơ sơ là như vậy. Còn tính tình hay là hợp nhau hay không hợp nhau thì sau này về. Em là quê đâu quên rồi? Dạ em ở Bến Tre. Bến Tre, ồ, vậy là đi qua Long An rồi tới Bến Tre. Dạ. Gần xịt luôn á. Thôi được rồi, đàn gái dễ thương lắm. Bây giờ nếu được thì khi nào em muốn kết hôn? Dạ nếu được thì tầm khoảng, em muốn quen tầm khoảng hơn một năm. Hơn một năm? Dạ. Em muốn lập nghiệp ở đâu? Dạ Sài Gòn cũng được hoặc là quê cũng được, quê ở đâu cũng được. Làm dâu được không em? Dạ làm dâu, làm dâu cũng được, nhưng mà mong là cô đừng có khó khăn với em quá. À, dễ lắm, bây giờ mấy mẹ chồng cưng con dâu lắm. Dạ. Rồi, chào chị Cát Tường. Rồi, chào em trai. Cao hả? 1m82 hả? Sao dạ. Mặt này quen quá, như tôi gặp ở đâu rồi vậy ta? À, mà sao cao ốm quá vậy em? Dạ, hồi xưa thì em cũng mập lắm, mà tại thời gian sau này á, ra trường đi làm thì đặt mục tiêu dữ quá, phải làm thêm nhiều thứ quá nữa. À, hồi giờ... xưa là tới 70+ kg rồi chị. Giờ nhiêu? Giờ cũng còn 68+ kg à. Rồi, cố gắng bồi dưỡng cho mập lên chút ha. Dạ. Rồi mình sẵn sàng cho kết hôn chưa? Dạ, lâu? Nếu mà có thể thì qua năm sau chị. Qua năm sau? Dạ. Và mình muốn lập nghiệp ở đâu? Ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. À, rồi, vậy là hai vợ chồng lập nghiệp tại thành phố, đúng dạ. không? Rồi, vậy được rồi đó, ổn định. Ha, vậy là... Ta đi với ai? Đúng dạ, ý em với đó. Với cậu, với mẹ. À. Dạ, chào cô. Dạ, con chào cô. Chào MC Quyền Linh và các tường, dạ. và các bạn trong trường quay. Minh Hiếu nó rất ngoan hiền, với là nó có biết chăm lo cho gia đình. Thấy bạn gái bên này cũng dễ thương, thấy cũng được đó. Cô muốn làm dâu không? Hai đứa nó muốn làm dâu là muốn ấy, cầu sao cũng được hết. Dạ, dạ con cảm ơn. Rồi, em đi với ai? Dạ, em đi với lại cô của em và mấy đồng nghiệp. Rồi, cho chị gặp dạ. cô em. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Rồi. Chào bạn Hiếu, chào gia đình bên đàn trai. Chào chào các bạn khán giả tại trường quay. Con thấy bạn nam bên đây cũng được hoạt bát, vui vẻ. Thì có gì thì hai con có thể tìm hiểu rồi tiến đến hôn nhân cũng được. Có ý kiến của bạn đồng nghiệp đi chung với em không? Dạ, bạn đồng nghiệp. Rồi, mời em gái. Rồi ai cũng xinh dạ, hết trơn. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào bên họ nhà trai và tất cả các bạn ở trường quay. Thế em thấy là anh Hiếu nhìn vẻ bề ngoài thì cũng xứng với chị. Tính tình thì cũng như là cô Tuyền là vui vẻ hoạt bát. Cho nên là em thấy nếu mà hai người muốn tìm hiểu và tiến tới hôn nhân thì hãy thử bấm nút hẹn hò đi. Rồi cảm ơn gia đình mình ha. Rồi bây giờ thì hãy kéo hàng rào ra để cho hai bạn gặp nhau nha. Rồi chúng ta sẽ quyết định. Mở rào. Bắt đầu đi Hiếu. Chào em, chào anh. Chào em. Hai đứa cao dạ, rồi, em cũng có quà tặng anh. Dạ cảm ơn anh. Còn hai đứa đứng kế bên thế coi sao, đứng sát bên coi sao. Như hai cái tre vậy. Cao khủng khiếp. Trời ơi. Rồi bắt đầu câu chuyện hôm nay nha. Anh có gì muốn hỏi em không anh? Nếu mà hẹn được hò được thì em rảnh bao thời gian nào trong tuần? Dạ em thì em đi làm rảnh sau 6 giờ tối anh. À anh cũng vậy, 6 dạ. giờ tối thì mới rảnh thôi. Dạ. Cho nên quen người yêu mà đi chơi nhiều quá em cũng không đi chơi được. Bình thường mà sau khi đi làm về thì em thường đi đâu? Dạ thường em đi cà phê với bạn bè, còn hôm nào không đi thì về nhà ngủ sớm. Anh thì sau khi làm xong thì nhà chạy thẳng về nhà rồi cơm nước xong rồi ngủ nghỉ sáng hôm sau làm tiếp thôi chứ cũng có thời gian đi chứ. Nhưng mà quen á thì tối thì mình hẹn hò ở thành phố. Dạ dĩ nhiên thành phố là anh. Em thấy anh sao? Dạ em thấy anh cũng nói chung là cũng hợp với em. Dạ. Ủa mà anh đi làm đó anh ở trọ ở đâu anh? Không, đi làm mà về nhà luôn. Tại từ nhà lên đây có 40 phút à. À. Sáng chạy từ Long An xong chiều chạy về. Sáng chạy từ Long An chạy về. Ủa vậy hẹn hò rồi tối hẹn hò rồi sao anh về? Khuya về. Không được thì qua nhà em ngủ, nhà em có phòng. Vậy là trời ơi. Bây giờ là thử coi dạ. cái này có điện giật không? Chỉ cho cơ hội em đi bị điện giật nha. Dạ. Rồi. Nắm tay bạn gái coi cảm nhận nha, nắm lâu lâu nhắm mắt lại coi giật có điện có giật không. Sao anh cười không vậy? Có rung quá chị. Có rung hả? Dạ. Sẵn nắm tay nói gì với cổ luôn đi. Hôm nay thì đến đây gặp được em thì chắc là cũng một cái duyên nào đó. Thì thôi thì ta hẹn hò với nhau đi, tìm hiểu. Thì nếu mà hợp thì sẽ tính tới chuyện tương lai. Dạ. Dạ. Có gì nữa không? Vậy đó hả? Có món quà gì cũng tặng bạn gái không? Cầu hôn hay là đọc thơ hay hát hò gì? Hát một bài đi. Rồi. À làm vợ anh nhé nha. Dạ.
Đi qua bao khó khăn, đi qua bao nỗi thăng trầm, đôi lúc mày em cũng hơi dở chị ơi. Không sao rồi, làm lại em nè, sao, làm lại. Em cũng vậy, được em nè. Cũng vậy. Em bắt sao? Đầu. Đi qua bao khó khăn, đi qua bao nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho em những tiếng cười. Em ơi hãy lại gần anh đi, em ơi. Quên rồi chị. Run quá. Dạ không, vậy được rồi. Hát lại. Dạ em hát lại hả? Đường vào tim em ơi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì, vì đâu sao anh không đến. Rồi. À, thấy chưa, gặp bạn gái ga lăng chưa? Anh đừng có về, nhà em có phòng. Câu đó hay lắm đó nha. Dạ. Không có dễ gặp câu đó đâu nha. Dạ. Cơ hội là tấn công đó. Bây giờ trước khi tiến hành bấm nút hay không á, là em nói một câu gì với cô ấy, nói từ trái tim của mình để giờ suy nghĩ gì, mong muốn điều gì cô ấy. Nhìn em thì đẹp hơn trong tưởng tượng hồi nãy giờ của anh ngồi bên đây. Dạ, thì anh. Mong em hãy cho anh cơ hội. Thì em cũng mong là chúng ta cho nhau cơ hội. Dạ. Hết thời gian luôn. Cười dễ thương quá. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Rồi đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Rất hợp lý, nắm tay nhau nào. Hợp lý không? Rồi quá cao. Kiếm đâu ra cặp xứng đôi vậy không biết nữa. Ôm đi. Gương mặt các bạn rất là phúc hậu nào. Xin phép em cho anh Hùng. Xin phép, xin phép. Vừa tập dễ sợ. Rồi, đi xem phim ở cụm rạp Cinebox 212 chiến thắng để yêu nhau, hiểu nhau nhiều hơn. Và bây giờ tôi sẽ thông báo quý vị một cặp đôi đã cưới nhau rồi. Cặp đôi đó quý vị còn nhớ không? Một chàng trai tặng cho cô gái một cái chìa khóa và đưa ra rất nhiều cái yêu sách. Và tất cả khán giả truyền hình nói trời ơi anh này đưa ra yêu sách nhiều quá, cặp này chắc tan quá. Nhưng mà cuối cùng họ đã cưới nhau. Và ngày hôm nay mong muốn rằng hai cặp đôi cũng sẽ tiến tới hôn nhân càng sớm càng tốt. Xin mời quý vị chúng ta đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Chưa thấy đàn ông nào mà quen bạn gái cả năm rưỡi mà tặng con cây son, mà không biết cây son đó thiệt hay giả dỏm nữa. Vậy chia tay đúng rồi đấy em. Gãi hoài vậy trời, cô Chí hả? À, anh có món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Trời ơi, cổ cao quá. Đứng 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 đo, đứng đo chiều cao chút coi. Sát vô. Rồi, mời em gái. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mời em gái giới thiệu. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Lê Thị Cẩm Tuyên. Hiện tại thì em 22 tuổi và em đang làm việc tại siêu thị điện máy Chợ Lớn quận 5. Công việc của em là nhân viên tư vấn bán hàng và chuyên ngành của em là bán tivi ạ. Quê mình ở đâu? Dạ quê em ở Tiền Giang, chị Cái Bè Tiền Giang. Rồi, mời bạn trai bên kia. Dạ chào Quyền Linh và chị Cát Tường và chào mọi người ở đây. Em tên là Trần Hữu Tài, năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là huấn luyện viên phòng gym. Quê em ở Kiên Giang và làm việc ở Cần Thơ. Cái Bè thì cũng gần Cần Thơ, không sao cả. Dạ. Dạ. Nhưng mà giờ khúc yêu nhau này nếu mà xa quá em có ngại gì không em gái? Dạ, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng đổi, mấy đèo cũng qua. Hay chị. Quá. Thời buổi công nghệ mà lo gì ha. Dạ đúng rồi. Ưu điểm, khuyết điểm của em? Dạ, ưu điểm của em thì em nấu ăn ngon, vui vẻ với hòa đồng với tất cả mọi người. Nhưng mà bề ngoài em nhìn có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng mà tiếp xúc gần thì thấy em dễ gần hơn. Công việc của em là nói chuyện nó nhiều á, nên là em cũng thích tiếp xúc với nhiều người khác nhau, dễ chia sẻ tình cảm với nhiều người khác nữa. Dạ, khuyết điểm của em chắc là em ăn nhanh. Một bữa em ăn mấy chén cơm? Dạ, một bữa em ăn có một chén một nhưng chén. Mà mới vô nhìn như tưởng ham ăn lắm, ai ngờ ăn ào 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 luôn. Ăn bao mấy phút? Dạ, chắc tầm khoảng phút là xong á. Khoảng phút là xong á. Cái gì? Một phút sao kịp nhai nuốt? Rồi vậy người ta vô ta bạn ăn, ta chưa kịp ngồi cầm đũa nữa là em quất xong rồi đó hả? Dạ. Nói tóm lại cái này mà về nhà chồng nó cũng nó không được thuận lợi lắm. À, bà già chồng mới giới thiệu, dạ đây giới thiệu con dâu tôi, con dâu nó dạ mời cả nhà ăn cơm, dạ con xong. Thôi ăn vậy đâu bao tử lắm em ơi. Đâu bao tử đó. Ăn từ từ nha. Giới thiệu về mình đi. Dạ, ưu điểm của em là nấu ăn, biết bartender, dễ tiếp xúc và học hỏi. Khuyết điểm là gì? Có thể nói là hơi gia trưởng chút, hay nóng tính. Em mà nóng tính hả? Sao em thấy em nhẹ tính lắm mà.
Hơn khi mà em không cười hoặc là khi mà em cáu vào lên à, mọi người không dám đến gần em. Em có ăn nhanh không? Không, em ăn rất chậm. Em ăn một chén mấy phút? Ví dụ như là ăn được thảnh thơi thì ăn cũng khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng? Bên này ta ăn có một phút à. Hình như cái giọng nói cô gái bên kia rất là mạnh mẽ, giọng rất là cứng như là rất đàn ông. Còn giọng bên em rất là nhẹ nhàng, quyến rũ. Hả? Bên đây nhẹ nhàng lắm. Có tài lẻ gì không em? Tài lẻ thì cũng nhiều, em có thể vẽ nè, hoặc là pha chế và nấu ăn thôi nha chị. Rồi thôi bây giờ biết văn nghệ gì không? Hai bạn mình làm một bài văn nghệ cho nó thay đổi không khí đi. Dạ, nhà em thì có truyền thống hát cải lương chị. Cải lương hả? Dạ. Rồi vậy là... thì làm cải lương liền. Vậy là con nhà nòi hay sao? Dạ chị nghe em hát đi ha chị ha. Rồi. Dạ. Từ là từ phú tướng, bảo kim sắc phong lên đàn, vào ra luôn trong kinh chàng, năm canh mơ màng. Nhà nòi hả em? Sao em nói em con nhà nòi hát cải lương? Dạ em nói là em thích nghe cải lương và em nhà nòi, chứ em không nói là em hát cải lương hay chị ơi. Trời ơi, em gái xinh đẹp, em hát em anh phải chạy qua liền luôn đó. Tại anh nghe nhà nòi đó. Dạ. Công nhận nòi thiệt. Anh Quang nhìn thấy ấn tượng liền em ra em trai. Dạ. Ha, giọng nói cũng ấn tượng mà con người cũng xinh đẹp ha. Nói chung là dân Tiền Giang ai cũng dễ thương hết. Bạn trai, em cứu chương trình lại bài hát hay hay ghê em. Tôi xin hát tặng bạn gái và mọi người bài hát là Em Là Của Anh. Rồi. Em có nhà nòi không? Dạ không, em nghiệp dư. À, rồi hát đi em, bắt đầu. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, những lúc cô đơn anh luôn có em bên mình. Thôi được rồi đó. Thôi bỏ đi. Thôi mình vô tình trường đi hai em. Em gái mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ có một mối tình thôi chị, một năm rưỡi ạ. Lý do sao chia tay cơ? Hai đứa không hợp nhau vì vấn đề bạn trai đó keo kiệt quá. Em ví dụ như đi ăn uống với nhau đi thì con gái lúc này cũng thích lady first. Thì nói chung là hai tụi em là như hai thằng đàn ông, đi ăn là chia đều ra. Với là trong thời gian quen nhau là như bạn đó chỉ tặng em được có cây son rồi. Em thì không có đòi hỏi gì nhưng mà hình như là được một cây son thôi á chị. Cái hồi mới tặng một cây son em hả? Dạ đúng rồi anh. Trời, nhưng mà cái hồi mới cua nhau á, không lẽ cũng chia? Dạ hồi mới cua nhau vẫn chia. Tại chia vì em quen chia vậy? Tại vì em thích cái tính của bạn đó. Sao hồi đầu thích sau đó lại chia tay? Sao tìm hiểu mới biết chị. Mới đầu thì khép nép bạn bè với nhau, thì lịch sự với nhau. Nhưng mà không ngờ cái lịch sự nó kéo dài thời gian lâu quá. Chưa thấy đàn ông nào mà quen bạn gái cả năm rưỡi mà tặng con cây son. Mà không biết cây son đó thiệt hay giả dỏm nữa. Vậy chia tay đúng rồi đấy em. Em trai sao nè, mấy mối tình rồi cưng? Dạ em trải qua 2 mối tình chị. Em quen mối tình đầu tiên là cũng được 3 năm. Mối tình thứ hai là mấy năm? Dạ 2 năm. Em tặng mấy cây son? Em không tặng son, em chỉ dẫn đi ăn rồi mua sắm rồi bạn gái thích gì. Đi ăn ai tính tiền? Ai đã tiền? Dạ em trả. Có chia lần nào không? Dạ không, bạn gái đòi chia mà em không chịu. Đúng rồi, vậy chứ. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Mẫu người của em thì giống như anh trai của em là được rồi chị. Anh trai em thì trong công việc là rất là nghiêm túc. Về nhà anh hòa nhập vào gia đình, thương yêu vợ con và đặc biệt là hiếu thảo với ba mẹ. Anh trai em thì phong độ cao ráo. Em cũng cao. Không cao. Em cũng hơi cao nên em cũng muốn bạn trai cao hơn em. Khoảng nhiêu? Dạ 1m8 chị. Hả? Chết rồi, thiếu em cao nhiêu? Dạ 1m71. Trời ơi, bạn gái cao 1m71 đó, chưa kể mang dài. Sao em? Giờ nó có ghế đơn rồi. Tôi cao thì 1m9 cũng được, không sao, quan trọng mình gan thôi em. Này hơi khó à. Rồi còn điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ, con trai đừng nên gia trưởng như lại khó tính quá. Với con... keo kiệt nữa. Dạ đúng rồi chị. Kiểm tra cho. Em keo kiệt, đây ta tặng nhiều lắm rồi. Em muốn lấy một người vợ như thế nào? Cũng thông minh. Dạ. Kiểu thông minh đó. Dạ em thích tóc dài, tóc dài. Tóc dài hả? Bên kia cũng hơi dài dài chút. Phụ nữ hiện đại. Có. Biết nấu ăn là em thích rồi. Em không thích gì ở người phụ nữ? Hay cào nhào thôi. Tại vì môi trường làm việc của em á, cũng tiếp xúc nhiều bạn nữ lắm. Mà có thể là va chạm về đụng tay đụng chân với nhau. Hả? Cho nên là sợ bạn cào nhào hay là ghen kìa. Ghen? Bạn đụng tay đụng chân con trai hơn gái? Dạ gái có, trai có. Nhưng mà em thích đụng tay con trai hơn gái nhiều. Trai nhiều hơn gái nhiều. Đã ở xa rồi mà còn đụng tay dạ, nếu đụng nói chân thì thích rồi con gái chứ anh. Dạ bạn trai thì đã ở xa rồi mà còn hay đụng tay đụng chân với phụ nữ nữa, em có ghen không? Em thì em thoáng lắm chị. Mình là con gái thì mình cũng phải biết tâm lý của con trai. Nói thì hay lắm, tao hỏi yêu đi. Rồi thấy cái cảnh mà trong kia ôm đỡ lên chạy xuống là đầy máu, chạy lên chạy xuống á. Đẹp trai ha. Ủa cái lông mày ngộ vậy? Em có tạo hình đó. Dạ không, bẩm sinh chị.
lần đầu tiên mới thấy à, thấy trong phim thôi. Ông mày thì là phải làm tướng đó. Em cao bao nhiêu? Dạ 1m73 chị. Em phải mang giày độn chút. Độn lên cũng được. Phải độn lên chút nha. Gym thì tướng tá là chắc nịch rồi ha. Tóc cũng cao ráo ha. Vén vén rồi lên ha. Thôi kệ vậy cũng được. Ngụy trang. Em có thích anh trai á, trắng cao không? Giống anh hai em rồi chị. Ủa hồi nãy em đòi em giống anh hai. Giống anh hai hoài, bây giờ mình muốn xem anh hai em như thế nào nè. Nay có anh hai đi không? Dạ có anh hai đi đâu, chị. Anh hai đâu? Dạ anh hai em đó. Anh hai trắng cao, giống rồi. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn Nam và dạ, chào toàn thể các bạn khán giả ở đây ạ. Em tên là Tiến Sĩ, là anh trai của bé Cẩm Tuyên. Trước giờ thì em và mẹ thì luôn luôn xem bé Tuyên lúc nào nó cũng nhỏ bé hết. Riêng với bạn Nam thì người đàn ông thì anh hy vọng là mình sẽ có thật nhiều bản lĩnh trong cuộc sống. Anh thấy em là một người đàn ông, việc đầu tiên anh thích nhất là nhìn khá là man. Em là huấn luyện gym, anh cũng tập gym, anh cũng thích luôn. Kế bên là mẹ em phải không? Không biết mẹ bác gái có ý kiến gì không ạ? Chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường, tất cả quý vị khán giả trong khán phòng. Cô thấy ngoại hình của cháu và cách nói chuyện thì cô cũng thấy được, dễ mến. Tìm hiểu nhau, đến hôn nhân thì cô cũng chấp nhận. Tại vì giờ là cha mẹ không có đặt đâu cho con được, thì con đặt đâu thì cha mẹ ngồi đó. Anh trai đi với ai? Dạ em đi chơi, đi với anh trai và em gái với bạn. Xin chào gia đình bạn nữ, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là anh ruột của Hữu Tài. Nhìn thấy bạn nữ thì cao ráo xinh xắn, cũng có cá tính. Còn Hữu Tài chỉ có cái là hơi nóng tính, nhưng mà biết quan tâm chăm sóc, với lại là hiểu ý người đối diện. Thấy phù hợp thì có điều kiện hai đứa cùng bấm nút để tìm hiểu nhau. Có em gái không? Em gái có nói gì không? Dạ em thấy cũng dễ thương, cũng đẹp lắm ạ. Đẹp là được anh ơi. Ở lại đây là do hai bạn này quyết định. Nào mở kéo ra rào. Chào em. Chào anh. Gãi hoài vậy trời, chú Chí hả? Anh có món quà tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Trời ơi cô cao quá. Đứng đo chiều cao chút coi. Sát vô. Cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt thế nào? Anh có nhu cầu mua tivi không anh? Không, anh có rồi. Dạ. Là nếu mà anh nghĩ anh cưới em rồi là anh cũng có tivi mà. Dạ đúng rồi, chương trình tài trợ đúng không anh? Có, có tivi nhãn hiệu UVC TV đỉnh cao công nghệ Smart TV, điều khiển bằng giọng nói, tivi 8-9 triệu, 3 triệu đều có hết. Thấy ảnh giống anh trai của mình không? Giống nhiều không? Giờ đẹp trai hơn nhiều chị. Hồi nãy mới khen anh trai bây giờ. Thiệt. Thấy chưa? Em nghe nói là anh thích nấu ăn đúng không ạ? Anh thích nấu ăn. Anh nấu được món Tây, món Tà luôn. Dạ. Em có thích tập gym không? Dạ, ốm qua cũng định tập cho nó lên cơ, lên muối mà không có ai làm PT hết trơn á. Anh đây miễn phí. Dạ. Em muốn tăng mấy cân, anh tăng em mấy cân. Làm sao cho body đẹp là được rồi anh. Ok, thiếu chỗ nào anh buộc chỗ đó. Thì em cần tập đâu, có hơi nhau là nó lên à. Bây giờ vô cái chuyện hẹn hò đi. Đứa giới thiệu TV, đứa giới thiệu phòng gym. Bây giờ hẹn hò một người làm sao gặp nhau? Em cũng là vượt thủ cho nên nếu mà hẹn hò nhau là anh có thể là chạy bất chấp. Dạ, một tháng em được ốp có 2 ngày thôi. Em thì xoay ca làm việc, có thể là chiều đó anh lên buổi sáng hôm sau em nghỉ làm em đi chơi với anh cũng được. Dạ. Anh tiếp xúc nhiều bạn nữ lắm đúng không anh? Đúng rồi. Chắc có nhiều bạn xinh hơn em đúng không anh? Nói chung đó là anh không có quan trọng về yêu nhau bằng cánh mắt đầu tiên, anh chỉ thích là tình cảm và tính tình thôi. Dạ. Vậy anh có yêu em từ cái nhìn đầu tiên không anh? Cho đến hôm nay là hình như là anh thay đổi về cái ý nghĩ là yêu. Ta thích rồi. Dạ. Em không thích điều gì nơi bạn trai em? Em thì không thích bạn trai hút thuốc. Chết rồi, anh có nhưng mà không sao. Dạ, anh em kiềm chế được. Dạ, với lại em cũng không thích bạn trai sắp đặt mình quá. Em cũng có thể cho anh đi chơi, anh cũng có thể cho em đi chơi. Tại ai cũng có bạn bè riêng với nhau, nhưng mà cái nào mình cũng phải có chừng mực. Anh thì cũng thoáng lắm, ví dụ như anh đi chơi hoặc là bạn bè rủ ghê là anh cũng ưu tiên rủ bạn gái mình theo. Dạ. Trừ khi bạn gái mình không đi, bỏ nhà. Anh đẹp trai quá em sợ nữa, không biết về máu ghen có nổi lên không? Bạn trai mạnh mẽ đứng lên thể hiện mình nam tính không? Mình ga lăng. Lần đầu tiên gặp bạn nữ mình thấy như thế nào? Lần đầu tiên em gặp bạn nữ và gia đình bên bạn nữ thì cũng có cảm tình. Thật sự lại đây rất là gung.
Dạ. Nếu có cơ hội em cho anh tìm hiểu em ha. Anh sẽ đội lên cao cao lên chút. Em cũng rung đó. Cảm giác cái nắm tay thế nào? Hai đứa cảm giác coi sao? Cũng bớt rung rồi anh. Hình như quen nhau từ lúc nào rồi thôi. Bạn gái thấy cảm giác cái nắm tay thế nào? Lâu rồi mới tìm lại được cảm xúc ngày đó anh ơi. Rồi thôi được rồi đó. Bấm nút để làm tròn cái nhiệm vụ của mình. Nào, chuẩn bị. Suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Trời, nhấn cái thôi. Nhấn gì lia lịa vậy cưng? Trời ơi, cũng nhấn vậy nè. Nhấn kịch 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 kịch. Đẹp nhấn, đôi lắm. Nhấn một cái là ăn rồi, nắm tay nhau nè. Rồi, bây giờ xin phép là chính thức bây giờ cho mình bắt đầu hẹn hò. Dạ, cho con xin phép được không em ạ? Rồi, bây giờ á, em gái cua quà ra đi. Quà này là quà bạn trai bí mật tặng em đó. Tại anh rất thích màu trắng và anh nghĩ là tình yêu mình tính dưới đây là cũng hoàn toàn trong trắng và không dạ. có sự sắp đặt. Dạ, cảm ơn. Rồi, mặc vô cho bạn gái luôn đi em. Không vừa thì anh với em đi đổi. Đây là chiếc vé xem phim cùng gặp Phim Box 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Em có một mối tình đơn phương 2 năm ạ. Em có thể hiện cho bạn đó biết không? Dạ có, nhưng mà bạn ấy có người yêu rồi. À, thế rồi một mối tình đó thôi chứ trước giờ chưa có để ý ai, chưa có yêu ai hết trơn hả? Không, em cũng để ý nhiều người. Nhưng mà người ta không có để ý em. Vậy mà có người nhiều lông tai giận hói. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Yeah. Giới thiệu về mình đi em. À, em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào bạn trai bên kia và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Chu Thị Nhung, năm nay em 29 tuổi, hiện tại em đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em làm kế toán cho công ty vaccine. Làm ở quận mấy Nhung? Em làm ở Tân Bình ấy. Rồi, mời bạn trai. Dạ, lời đầu tiên thì em xin kính chào anh Quỳnh Linh, em kính chào chị Cát Tường, kính chào quý vị khán giả đang ngồi trường quay cũng như khán giả đang xem truyền hình. Chào cô gái bên cô gái hàng xóm. Chào anh. Em xin tự giới thiệu, em tên là Cáp Duy Vương. Em năm nay 28 tuổi. Em hiện đang công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. À, điểm mạnh với điểm yếu của Nhung là gì Nhung ha? À, điểm mạnh của em là người vui vẻ, hòa đồng. Em thích chụp hình tự sướng, thích nấu ăn. Điểm yếu của em là người hơi nóng tính, thẳng thắn. À, em thường có sao nói vậy á, nên nhiều khi sẽ mất lòng người khác. Còn bên kia bạn trai mình thì có ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, về ưu điểm của em á thì em khá là tự tin. Em sống có khả năng tự lập rất cao. Em có chí cầu tiến. Khuyết điểm gì không? Khuyết điểm là em hay quên, nhiều khi em bị mất tập trung. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi bạn gái? Em có một mối tình đơn phương. Đơn phương thôi? Vâng. Bao lâu? À, chắc 2 năm ạ. Em có thể hiện cho bạn đó biết không? Dạ có, nhưng mà bạn ấy có người yêu rồi. À, thế rồi một mối tình đó thôi chứ trước giờ chưa có để ý ai, chưa có yêu ai hết trơn hả? Không, em cũng để ý nhiều người. Nhưng mà người ta không có để ý em. Sao kỳ vậy? Một cô gái dễ thương như vậy mà lý do tại sao? À, em nghĩ chắc do duyên chưa đến á. Nên là hôm nay nhờ chương trình giúp em tìm được duyên của mình. Bạn có mấy mối tình rồi bạn trai? Dạ em thì có một mối tình kéo dài khoảng hơn 3 tháng. Nhưng vì cái tính cách của em và bạn nữ không hợp nên là không đi. Có 3 tháng thôi ha, cũng chưa có gì sâu sắc lắm. Thôi, bây giờ mình tìm mối tình này là mối tình đầu, coi như đầu tiên và cũng là mối tình cuối luôn đi ha. Em hy vọng vậy. Hy vọng như thế. Bạn muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Về ngoại hình thì em thích một cô gái cao 1m50 đến 1m60. Rồi, có luôn. Khuôn mặt thì gọn gàng, tóc dài thì quá tốt. Cái gì cũng có hết, tiếp đi em. Rồi, về tính cách á, thì em thích một người con gái có sự đồng cảm, có tính tự lập. Cô gái ấy nên chung thủy và trung thực, như đó thôi ạ. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Không thích thì nó sẽ ngược với lại những cái điều em thích, tức là bạn ấy không có biết đồng cảm, không biết lắng nghe, không biết chia sẻ. À,
Vậy còn em gái, em muốn một cái mẫu người bạn trai mình như thế nào? Cái người lý tưởng của mình như thế nào? Là một người đàn ông mạnh mẽ, biết quan tâm chia sẻ với người khác và chung thủy trong tình yêu. Thế là em thích con trai không bị hói. Với lại uống quá nhiều rượu bia và lăng nhăng. Không hút thuốc, không rượu bia, không lăng nhăng, không đầu hói. Còn gì nữa không? Nói luôn qua coi nè. Thích có nhiều lông tay á. Thích hay không thích? Thích ạ. Thích có nhiều lông tay. Có anh Quyền Linh luôn. Cởi áo ra. Lông tay ra anh ơi. Cởi áo ra. Chắc vậy thôi. Rồi, vậy gì? Thôi ha. Trời ơi, ta nói không có cộng nào hết. Gì kỳ vậy? Cô ấy thích nhiều lông tay mà không thích đầu hói. Này không có lông tay mà không có hói. Dạ có chị. Có hói. Có hói luôn hả? Có lông tay, không có bị hói. Có hói chút chút từ từ. Đó, nguy cơ hói rất cao. Vậy mà có người nhiều lông tay vẫn hói. Bây giờ nè, chưa có mối tình nào mới yêu đơn phương như vậy là chưa có hung lần nào phải không? Dạ. Bữa nay hung không? Chắc là hung má. Đúng rồi chứ em muốn hung gì. Trên đây chỉ cho nhiêu đó thôi. Dạ. Bây giờ chị hỏi thiệt nè, nếu mà được thì khi nào em tiến tới hôn nhân? Em nghĩ là phải tìm hiểu chắc là 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng tới 1 năm ha, để chị hỏi thử coi. Em trai, nếu như bây giờ mình được thì khi nào em tính là hôn nhân là phù hợp? Em thì cái dự định của em thì 1 đến 2 năm. Nhưng mà cũng tùy thuộc vào cái thời gian mà hai người khi mà gặp nhau á, họ có tâm đầu ý hợp hay không. Còn cái việc mà cái thời gian nó sẽ có thể rút ngắn lại. Bình thường thì lúc rảnh rỗi thì cái sở thích của em là gì? Em đặc biệt rất là thích chụp ảnh, thích đi phượt, thích làm từ thiện, thích hát. Chụp ảnh là chụp cảnh mình đi chơi hay là chụp người, chụp chân dung? Dạ, chụp chân dung, chụp cảnh. Rồi em chụp ai thường, chân dung là em chụp người nào? Chụp bạn bè, chụp những cô gái mà em làm quen kết bạn. Trời ơi, chụp nhiều cô gái lắm rồi hả? Dạ, có thể nói. Hả? Em có ghen không em? Bạn trai mình chụp hình nhiều cô gái lắm, em có ghen không? Em nghĩ ghen hay không là do người bạn trai thể hiện để mình biết thôi. Em có chung thủy không em? Em chắc chắn là em sẽ chung thủy. Hy vọng bữa nay em có thêm một người mẫu ảnh đẹp nữa nha. Dạ. Bên đây bạn gái là thích chụp hình tự sướng, bây giờ có anh này anh chụp hình về cho mình. Dạ. Ha. Thì qua bên kia anh coi mắt đàn gái á, em chụp anh tấm hình coi anh kiểm tra coi được không, rồi anh qua anh thông báo anh kia. Dạ tùy thuộc mẫu đó anh. Chụp anh tấm chân dung coi. 90% là phụ thuộc vào mẫu. Chụp đẹp nha. Ngầu lên anh. Được rồi. Mặt chụp mặt sao buồn vậy? Mặt ngầu. Nó chụp cái mặt vui lên chứ. Rồi cũng có nét lắm. Còn rồi nét. Để tôi qua tôi coi đàn gái coi làm sao. Chào anh. Ô trời ơi, gái dễ thương quá. Em ngưỡng mộ anh lâu. Cảm ơn em nhiều. Yeah. Anh bên đây chụp hình nét lắm nhưng mặt hơi buồn. Em có thích một người đàn ông đó rất là phong trần đi chụp hình hết cô này cô khác này kia không? Tại em cũng thích chụp hình tự sướng nên có một người đi chụp hộ mình cũng tốt. Anh đâu có chụp cho em đâu, chụp nhiều cô khác em tự sướng thì tự em sướng thôi chứ. Đúng không? Nếu mà hai bên đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu em đồng ý anh kết hôn? Em nghĩ là phải qua tìm hiểu, hiểu được nhau. Nếu mà cảm thấy có thể đến được với nhau thì từ 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng 1 năm. Rồi, cảm ơn em nha. Yeah. Đàn gái quá ok. Ráng nha, bên kia là được lắm á. Hot girl anh. Thôi mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Hôm nay em gái đi với ai? À em đi với chị gái em. Dạ em chào anh Quân Linh, chị Cát Tường, chào bạn trai và toàn thể quý vị khán giả. Em là chị gái của Nhung. Thì tính cách của Nhung thì hiền, ít nói mà em thấy bạn trai này là khá là năng động. Chắc chắn là nếu mà được thì là rất hợp với Nhung ạ. Vậy thôi em hả? Rồi cảm ơn em. Gọn, nội dung nhanh gọn lẹ. Bạn trai đi với ai? Dạ em có đi với sếp cũ của em là chị Trang và chị gái họ của em chị Văn và ông xã của chị anh Chắc. Rồi đại diện chào mình. MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Mình là Trang, mình đến đây ủng hộ cho bạn Vương. Thì Vương nó rất là hiền, điềm đạm. Trong công việc thì em nó làm việc rất là có trách nhiệm, đặc biệt là Vương có tinh thần cầu tiến rất cao. Còn về bạn gái bên này, Vương ơi, rất là dễ thương. Thì hai em tới đây
cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu và có thể là mình đi xa hơn. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ chúng ta bắt đầu gặp nhau nha. Mở rào. Em có món quà tặng em. Cảm ơn anh. À, em cầm. Để anh làm cho em vài tấm hình. Em ngồi xuống đi. Anh tôi né là chứ tự nhiên tôi làm bắt rau sao được. Dạ đúng rồi chị. Ờ em đứng. Đứng nữa. Thôi em đứng gần đây nha. Ok. Rồi tôi né nữa. Trời sao tôi. À, em tựa nhẹ vào cánh hoa đi. À đâu. Chụp đi. Ờ chắc như đó thôi. Để lần sau. Chụp đi thoải mái, chụp tới sáng đi. Được. Đưa coi hình coi. Rồi đẹp lắm anh ơi. Chụp hình gái đẹp thiệt mà chụp hình tôi ngồi xuống nước. Anh thấy em thế nào? Cái vẻ bề ngoài thì em rất là xinh. Ờ, nhưng mà còn tính cách thì phải qua quá trình tìm hiểu nữa. Wow. Ừ. Anh muốn hỏi em một số câu. Anh cứ hỏi đi ạ. Ờ, nếu mà chúng ta chính thức hẹn hò á, thì em mong muốn là anh nhắn tin cho em mỗi ngày, hay là muốn cuối tuần anh sẽ dành thời gian bên cạnh em, đi một nơi nào đó thật xa để chỉ có hai ta và thiên nhiên thôi. Em nghĩ là nhắn tin cũng tốt, đó là sự quan tâm, chia sẻ và hiểu nhau nhiều hơn. Còn một tuần gặp nhau một lần thì sẽ, tất nhiên là sẽ phải gặp nhau, tại vì mình đang tìm hiểu mà. Em có bài hát tặng anh. Anh nói tên để anh biết anh còn hát cùng. Thắm tình duyên quê, anh có thuộc không? Ờ, hát câu đầu nghe. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dâng hương vương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Trời vậy đó. Rồi bạn Nam mình hát tặng lại. Anh đến đây thì rất là mong muốn gặp được nửa của mình, của đời mình. Nên là anh nghĩ là cái tình yêu nó có thể bắt đầu ở nơi đây, thì nên là anh sẽ tặng em bài hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Ta quên nhau đã bao lâu rồi, hơi đêm sao vẫn mãi đêm dài, chỉ còn ta với con tim khô cằn giá băng. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để trắng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để anh biết em cần anh. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây, để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay anh khao khát một giấc mơ, em đã cho anh người ơi. Giờ qua trước khi ấy qua kiểm tra coi giống như em mong muốn không? Lông và tóc. Em đứng lên em qua em đưa cho cô kiểm tra. Rồi á mình sẽ chốt coi, luôn coi. Kiểm tra kỹ coi. Có gì không? Không có lông. Bậy. Tóc gì nhưng mà được tóc không? Nhiều. Rồi. Có nguy cơ hỏi. Được không? Dạ được. Em thích đàn ông có lông là sao? Người ta bảo có nhiều lông tay là giàu á anh. À dạ yeah. Đó giàu lắm luôn đó. Thấy không? Chung luôn đó. Đặt tay vào bấm cho hai bấm đi các bạn. Suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là phải có trách nhiệm với cái bấm nút của mình nha. Bấm nút là trao cái duyên với nhau. Rồi hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Đây là chiếc vé xem phim được trình lập Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn để xem phim, để hiểu nhau, tâm sự nhiều hơn. Nắm tay nhau đi hai bạn. Em thật sự là rất là yêu và thương anh. Nhưng mà có một điều duy nhất anh không thể lo được cho em, đó chính là anh không mua những thứ gì cho em muốn. Lúc đầu chia tay cổ thì cũng đau lắm. Nó đau rồi cũng sẽ qua thôi. Có cao 1m51 không em? Dạ. Lâu lắm rồi, ba mấy năm mới gặp được em. Mời bạn Nam. Chào. Mời đi bạn.
Rồi mình giới thiệu đi em gái. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Hân, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang làm xét nghiệm ở trong bệnh viện. Quê quán em ở Tiền Giang. Mời bạn trai. Mời bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào toàn thể quý khán giả. Em tên là Hồ Thanh Bình, nghề nghiệp của em là xây dựng. Em đến từ thành phố Cà Mau và hiện tại sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em ở quận 9. Hân ở quận mấy? Dạ, em ở quận 5 ạ. Hơi xa ha. Không có sao, sao đâu chị, xa cách mấy cũng vượt được mà chị. Sao không lỗi mới đều cũng qua mà chị. Không, em thuộc bài Cà Mau không? Dạ em thuộc. Tao hát bài Cà Mau nghe khí thế coi. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ Việt Nam. Ngày chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của bạn gái là gì? Dạ, ưu điểm của em là biết nấu ăn, biết chăm sóc người khác, có hé rụng chút xíu. Khuyết điểm của em là em hơi nhạy cảm, em hơi khó tính, em hay quên nữa. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai? Ưu điểm của em là tính tình hòa đồng, nhiệt tình, nói chung là năng động. Khi mọi người mới tiếp xúc em á thì họ có một cái cách nhìn em gọi là coi như là không mấy tin cậy cho lắm. Nhưng mà khi tiếp xúc về lâu dài và có thể là tìm hiểu nhiều hơn thì họ sẽ có một cái niềm tin và cho em gọi là an tâm hơn ở chỗ đó. Em thật tình đó, hài hước ha. Tốt đấy. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 3 mối tình. Mới đây là mối tình em khi mà em làm ăn thất bại với Cà Mau, em lên Sài Gòn này em làm. Thì em có quen một cô gái làm ở ngân hàng HP Session. Nói chung là em thì quen cổ thì nói chung là đã quyết định cưới rồi. Năm rồi cổ thăng chức, cổ lên được trưởng phòng. Có nói với em một câu là em thật sự là rất là yêu với Hương anh. Nhưng mà có một điều duy nhất anh không thể lo được cho em, đó chính là anh không mua những thứ gì cho em muốn. Lúc đầu chia tay cổ thì cũng đau lắm. Nó đau rồi cũng sẽ qua thôi. Khi mà tình yêu quá thật rồi, người ta sẽ không đòi hỏi gì ở đâu ha. Chia tay bao nhiêu lâu rồi, cái vụ dạ, bao lâu rồi? Cũng gần 2 năm rồi anh. Quên chưa? Dạ quên rồi chị. Mời bên đây. Tình trường của em sao? Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là lúc sinh viên. Cái mối thứ hai thì là em sợ anh ấy tổn thương. Cũng quen nhau nhưng mà hai người tính cách rất là trái ngược nhau. Nên là em không có yêu ảnh mà tại thấy ảnh thương em quá nên em sợ anh tổn thương nên em đồng ý. Dạ. Rồi sao chia tay? Tính cách không có hợp nhau mà em thấy là không có tương lai được đó chị. Rồi bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao trên 1m7, tốt tính, chung thủy. Anh có 1m81 rồi em ơi. Chết rồi. Căng nặng 51kg luôn á. Nhiều ốm gì luôn. Ốm gì hả? Em có lưu anh lên ký được không? Nhưng quan trọng ta yêu thương mình được rồi, còn mét mấy đâu quan trọng em. Lần này thích yêu mới là chọn nha. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Cũng yêu động vật. Yêu động vật là yêu con người đúng không? Dạ, con gì cũng yêu hết. Em có ghét gì tính gì của người đàn ông không? Gia trưởng quá. Em thích gia chủ nhưng mà gia trưởng quá thì không được. Không được. Nãy giờ em cảm nhận chàng trai bên đây là người thế nào? Chắc cũng thiệt tình. Nếu mà anh cao 1m51, anh yêu thương em thật lòng thì sao? Em sợ anh ngại thôi. Anh ngại, anh dạ. 51 biên anh yêu thương em được rồi, được không? Dạ, anh mua giày cao gót em. Rồi, nè, anh thông báo cho em biết. Dạ. Đàn gái rất là dễ thương. Dạ. Ha, được rồi đó. Rồi, khi nào thì em tiến tới hôn nhân, muốn chừng nào là phù hợp? Dạ, do mẹ em cũng hối thúc từ lâu rồi á. Lâu rồi? Đúng rồi. Làm dâu được không em? Do điều kiện của em là em chỉ còn có mẹ thôi à. Cho nên là em làm dâu thì ai lo cho mẹ em. Vậy chứ ý em muốn làm sao? Tới được với nhau thì cũng phải nhờ anh ấy sắp xếp giùm em. Lấy em rồi mẹ lên theo ở nhà ảnh luôn, nhưng mà có mẹ đi theo phải không? Dạ. Rồi bây giờ bạn gái nói là ví dụ giờ là lấy nhau đó thì muốn cho mẹ lên ở chung luôn được không? Dạ vấn đề đó thì không sao đâu chị. Em cùng nhau để gánh vác và lo lắng để cho cha mẹ cổ có thể được trăm tuổi già là điều mà tâm nguyện và quý giá nhất của em cũng như cha mẹ cổ và cha mẹ em. Nhưng mà em định lập nghiệp ở đâu? Em làm ngược trên này. Rồi bạn gái làm công việc trong bệnh viện là nhiều khi cũng có đi trực đêm đó. Rồi em ở nhà em phụ chăm coi nhà cửa được không? Dạ chuyện đó chị khỏi lo. Dễ thương quá. Nói chung quá. Là trông được kể cả người già trẻ em là em lo. Tôi ưng rồi đó. Dạ. Đẹp trai, năng động, khỏe mạnh. Tôi chịu. Em trai hôm nay đi với ai? Dạ em đi với mẹ. À có mẹ hả? Dạ. Chào cô. Dạ chào cô. Dạ, cũng xin chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường với chào chung trong trường quay. Thấy thì thấy gương mặt thì thấy cũng hiền hậu, thấy cũng dễ thương. Nếu có duyên nợ thì tìm hiểu đi chứ con đừng có lo. Cái thằng này thì nó lo dữ lắm con ơi. Nó cũng giống cha nó vậy đó. Thương vợ lo hết trơn mà bao hết trơn là nó giống đó. Mà thằng này là coi như nó không hút thuốc mà cà phê cũng không uống mà đều có rượu thì có uống. Dạ, cảm ơn cô nha.
coi như là dòm thấy cái gương mặt thì cũng nhận thức được là cháu này cũng có đạo đức, mà lựa dâu thì cũng lựa gì trước nhất thì có cái đạo đức, sau thì lo cho chồng con đồ gì là mình mãn nguyện rồi chứ đâu có lo gì nữa đâu. Bây giờ em gái em đi với ai em gái? Dạ em đi với bạn thân của em, với bạn bè đồng nghiệp ở trong cơ quan à. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào mọi người ở trường quay. Về ngoại hình thì rất là được, đẹp trai, tính tình hòa đồng vui vẻ. Vấn đề uống rượu thì chắc là không sao đâu, tại do công trình thôi Hân ơi. Còn Hân thì em thấy là bạn nấu ăn ngon lắm, hát cũng rất là hay nữa. Hai người này mà song ca với nhau là chắc hay lắm. Em nghĩ hai bạn rất là hợp với nhau. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi bây giờ kéo rèm ha. Bây giờ mở rào ra hai bên gặp mặt nha. Chào em. Em có hòa tặng nè. Có cao 1m51 không em? Dạ. Lâu lắm rồi, ba mấy năm mới gặp được em. Cuộc sống của anh tự lập từ nhỏ, từ gia đình, xa gia đình, xa cha mẹ, tự lo. Thì cái chuyện vấn đề đó thì em khỏi phải suy nghĩ. Trong ngày xưa đi học á, thì có những cụm từ như là tại bị thì là hay gì đó. Thì vấn đề đó thì riêng anh sẽ không tặng cho em. Sau này đừng áp dụng trong cuộc sống, thí dụ như là hai đứa yêu nhau hay là kết hôn với nhau thì đừng có đem ra ngày xưa như vậy tại bị thì là. Sau lưng một người đàn ông thành công thì có một người bóng dáng của người phụ nữ là đúng rồi, nhưng mà sau lưng một người đàn ông thất bại thì chưa chắc có bóng dáng người phụ nữ ra. Đôi khi cũng có, nhưng mà anh á thì anh lại muốn là có một người phụ nữ sẽ sau lưng để ủng hộ anh, để anh có thể dựng bước trên con đường sự nghiệp của anh, như là anh lập nghiệp trên Sài Gòn này. Đối với em thì em có thể làm điều đó hay không? Em thì rất là thích chăm sóc người khác. Nếu mà em đã chăm sóc thì em sẽ thuộc kiểu người hơi bó buộc á. Thì em không biết là anh có chịu đựng được cái sự bó buộc của em không? Kiểu như là em chăm sóc anh thì anh phải nghe lời em kiểu vậy á. Nghe lời tùy trường hợp, nghe lời chứ cái gì em kêu anh nghe lời hết sao được. Giống như là anh bệnh thì em kêu anh uống thuốc thì anh phải uống thuốc. Được, cái đó uống thuốc được. Nhưng mà anh sợ nhất là chích. Em thấy anh nói hơi nhiều á. Anh xem chương trình lần có anh kia nói là anh tới 10.000 từ chứ anh có tới 10.000 mà anh nhân hệ số 3 đó. Bây giờ anh công trình suốt mà thì gái những người công trình đó thì anh nói chung là anh tháo giác là được rồi. Cô gái người ta nhẹ nhàng để cô gái người ta trình bày trước đi, hiểu không? Rồi em có những nguyên tắc yêu đương gì đó em nói ra hết cho anh, anh có chấp nhận được không? Cái người đó thì chung thủy, không có lăng nhăng. À, đặc biệt em rất là ghét người hay nói dối. Anh cũng vậy đó, anh cũng ghét ai mà giả dối. Anh thích con đồng, em thích đồng không? Anh thích bộ đội bóng luôn á, được không? Như vậy thì đông quá anh. Anh làm huấn luyện viên, em làm trọng tài. Em thích thì hai đứa là em không thích quá vậy. Em thấy gia đình anh đông lắm, vui lắm. Hồi xưa đông còn lo nổi, giờ đông lo không nổi đâu cưng. Anh yên tâm, với khả năng em là em không làm thôi, em làm là làm được hết. Rồi bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau rồi nói cho đối phương biết cái cảm nhận của mình hiện tại ngay lúc này là như thế nào. Em nói trước đi, anh nhường em. Dạ, thì em thấy anh là một người cũng chững chạc, chân thành, cũng có nhiều cái giống em. Được thì mình cho nhau cơ hội tìm hiểu. Em thích cuộc sống gia đình là mỗi người nhường nhịn một ít. Tính em cũng hay nóng. Tính mình cũng nóng rồi đó nè. Vậy rồi sao? Anh thì chỉ nóng ví dụ như là những lúc trong công trình nó gặp khó khăn hay là gì đó, rồi khi anh đi nhậu về á thì anh có say xỉn á, thì lúc đó xỉn á là anh có gụ vô em đừng nói, em chỉ nín thinh đi. Anh mà có gụ vô á nghe mà nói mà anh mà nghịch tai là anh nóng lên là coi như là cháy á. Anh làm gì? Anh nó cháy thì anh có làm gì đâu trời. Em không thích, em có xu hướng bạo lực luôn nha. Anh đâu có bạo lực đâu, anh nói cháy thôi chứ anh đâu có nói bánh em hay là gì đâu bạo lực. Nhưng mà anh hết gụ rồi thì em cứ chửi mà xối nước hay làm gì cũng được nha. Một người phụ nữ không là ở chỗ là nhìn người ta nóng là mình đừng có chọc nóng người ta được đâu. Phụ nữ chứ anh phải tự kiềm chế anh chứ sao anh đổ thừa đổ bia được. Anh kiềm chế anh, lúc anh mới nói không có tại thì bị lạ. Anh kiềm chế là kiềm chế lúc anh không có rượu. Rượu hay không rượu là do anh tự chủ chứ. Anh có thể uống ít mà. Anh đúng rồi đó em. Em không nên cãi phụ nữ nhiều quá. Mình phải chủ động khi mình uống rượu. Chứ phải uống rượu xong muốn la cái gì, muốn chửi cái gì, muốn làm gì làm, người ta ngồi người ta im được. Không, cái vấn đề... Một hai lần đầu còn được, nhưng mà nhiều quá thì không ai chịu đựng nổi đâu. Em nói ở đây là thí dụ như em xin rượu về thì thôi đừng có cầm vàm, đừng có nói này nọ thôi. Chứ không phải là nói em tự nhiên có rượu gì em đem tay em chửi, em quánh, em khác gì, em vô cớ. Đúng rồi nha. Dạ. Nhưng mà phụ nữ thì ai cũng như ai cũng cầm ràm hết. Anh nói vậy sao? Thì anh biết trước cái tính anh như vậy thì anh dặn em trước, rồi thấy anh về thôi đi kệ, làm gì đi ngủ đi cho rồi thì đâu có chuyện gì xảy ra, đúng không? Rồi em xỉn lên càm ràm ta, người ta không nói. Đâu có, em xỉn là em đi ngủ hả? Bao lâu xỉn lần? Em thì hình như là xỉn suốt. Vậy nghĩ đi cơ, khỏe.
Em không thích nhậu nhẹt vậy đâu. Thì nói chung là công việc của anh, đặc thù công việc anh xây dựng thì nó là phải nhậu thôi em. Tại vì trong cuộc sống thì đôi khi là phải có sự nhường nhịn và thấu hiểu cho nhau. Và điều quan trọng là đừng có cái tôi mình cao quá. Thôi nghĩ bàn vấn đề này đi cưng. Tự mỗi đứa suy nghĩ nha. Yeah. Bây giờ để thay đổi bầu không khí trước khi bấm nút, em hãy hát tặng mọi người một bài hát cho nó dịu bớt xuống tình hình giống như đang say rượu vậy đó. Lâu nay em luôn một mình, lâu không quan tâm đến người nào. Nhưng tim em đang ồn ào khi anh quay sang nói lời chào. Hẹn hò ngay với em đi, đâu có may khi sao không yêu nhau. Bây giờ yêu luôn đi, tin không em đang thật lòng. Anh nghe không anh nói đi anh, yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Bên nhau hay thôi chỉ một lời. Không yêu yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi. Rất là dễ thương. Mỗi người tự kiểm tra lại con tim của mình. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Mời hai bạn. Không ai bấm hết. Anh xin lỗi em. Dạ. Cũng rất vui biết gặp được em. Dạ. Chắc có lẽ là mình không có duyên mà không nợ thôi. Chúc em sau này sẽ có tìm được một cái tình yêu và một cái cuộc sống có thể là hoàn hảo hơn. Được. Em cũng chúc anh tìm được người. 24 tuổi chưa nắm tay một người đàn ông nào khác luôn, trừ cha mình thôi. Dạ. Trời dạ, ơi. Em chào anh. Gái cho Thành dễ thương ta. Dạ, anh cũng đẹp trai quá. Trời ơi. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Giới thiệu về mình đi em. Dạ, là đầu tiên em xin chào chị Cát Tường, anh Hường Linh và quý vị khán giả. Chào anh bên kia ạ. Em tên là Diễm Hương, năm nay em 24 tuổi ạ. Em đang sinh sống và làm việc tại Tiền Giang. Em đang làm kế toán ạ. À, dạ. Tiền Giang ở huyện nào? Dạ, em ở Châu Thành vậy anh. Huyện Châu Thành. Vậy là chung huyện với anh luôn rồi đó. Dạ. Rồi, chào em trai. Em giới thiệu cho bạn gái biết mình đến từ đâu. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả các bạn, các cô chú, bác tham dự chương trình và toàn thể các khán giả đang xem đài. Mình tên đầy đủ là Nguyễn Dũng Liêm, 29 tuổi. Mình đến từ thành phố Cần Thơ. Liêm đang chuyên về đầu tư tài chính, chỉ cần có internet là được. Nhưng mà đang làm việc ở đâu là chính? Ở thành phố Cần Thơ luôn. Ở Cần Thơ luôn, tức là trên con đường về Cần Thơ sẽ đi chắc chắn đi ngang Tiền Giang. Rồi. Không có thoát đâu hết trơn á. À, em hãy nói cho anh ấy nghe về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, mọi người hay nhận xét em hiền lành, vui vẻ hòa đồng. Còn nhược điểm của em thì em hơi gục ghè. Với lại sống hơi tình cảm á chị, dễ bị xúc động. Ừ. Dạ. Rồi, bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em luôn luôn nghiêm túc trong công việc, học hỏi nhanh, giao tiếp tốt. Còn về nhược điểm thì nói hơi nhiều, chắc có lẽ là do nghề nghiệp. Đúng rồi, nghề nghiệp cũng phải mình nói nhiều nghiệp, ha. Mình nghề nghiệp. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em đã có 2 mối tình chính thức. Mối tình chính là thời sinh viên, đó là mối tình đầu tiên. Và cũng là mối tình rất là đáng để nhớ. Rồi sau này thì đi làm công tác thì cũng có quen một bạn cũng xác định là tiến tới hôn nhân. Nhưng mà bây giờ bạn đó có chồng và có con rồi. Bao nhiêu năm rồi? Dạ, cũng nhiều năm rồi ạ, 2-3 năm ạ. Rồi, bạn gái. Tình trường của em sao? Dạ, chính thức thì em chưa có quen ai hết. Em chưa nắm tay trai luôn, ngoại từ cha em. 24 tuổi chưa nắm tay một người đàn ông nào khác luôn, trừ cha mình thôi. Dạ. Ủa, không ai đeo đuổi mình cũng không để ý ai luôn ha? Dạ, lúc đi học thì có người tán em. Nhưng mà do em tập trung cho học á chị, nên em không có quen. Còn bây giờ thì em muốn tán lại như người ta đã có bồ rồi. Mình có đặt ra cái tiêu chí tìm bạn trai như thế nào không? Em thích người mẫu bạn trai trưởng thành, chín chắn, là người có đạo đức, có trách nhiệm, biết quan tâm và chia sẻ lắng nghe. Nếu mà thương em thì phải thương gia đình em ạ. Ừ, mình chưa có quen bạn trai, chắc là ở nhà ba mẹ cũng cưng ha. Dạ, hối à chị. Hối rồi hả? Dạ. Ở nhà có coi tuổi coi tác gì không? Mẹ em thì không có coi, mà em thì buồn buồn cũng có đi coi bói.
thôi đi coi bói nữa. Rồi thầy bói nói làm sao? Dạ thầy nói thì tuổi hợp thì tuổi sinh năm 90 hoặc 94. Em khỏi cần coi để anh bói cho. Em sinh, em trai sinh năm nhiêu? Chúc gặp bói liền nha. Tại vì anh sinh năm 90 mà cần gì phải bói nữa. Trời ơi, vậy là trúng rồi ha. Em có mẫu người lý tưởng nào không? Mẫu người lý tưởng của em là người phụ nữ thiên về gia đình, biết nấu ăn. Thì người nào cũng biết nấu mà. À, không lo. Ăn được hay không mới quan trọng. Em rất là dễ ăn, không sao cả. À, đặc biệt là người phụ nữ phải biết quan tâm với gia đình. Có gì khó hơn không? Chiều cao, thước tất, tóc tai gì đó, có yêu cầu gì không? À, mấy cái điều ngoại hình đó thì không quan trọng lắm. Qua xem đàn gái. Trời dạ, ơi, em chào anh. Gái cho Thành dễ thương ta. Dạ, anh cũng đẹp trai quá. Trời ơi. Chàng trai bên đây thì cũng dễ thương, ổn định, lánh lợi. Dạ. Nhưng mà em không thích điều gì nhất? Em không thích hút thuốc ạ. À. Em nghe, em hổi mùi thuốc không được, em bị ngợp. Có hút không? Em là ghét nhất thuốc, ghét nhất thuốc. Ghét thuốc? Dạ, được rồi ạ. Thích nhậu không? Dạ không, nhậu có chừng mực là được ạ. Em biết nhậu nhưng mà để làm ăn thôi. Ờ, được. Anh thấy đàn trai cũng ổn, đàn gái dễ thương. À, với lại... Ừ, gì nữa, yêu cầu gì nữa? Em không thích con trai gia trưởng nữa. Với lại nói nhiều, nói mà hứa nhiều ấy. Hứa mà không làm á anh. À, hứa không làm thì được chứ nói nhiều bên đây chắc có nói nhiều rồi đó. Hứa có làm không? Ở đây nói nhiều nhưng mà nói được làm được. Đúng rồi, đó dạ. Là bản lĩnh của đàn ông. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Tiền Giang với Cần Thơ hợp lý, chúc mừng hai bạn. Rồi giờ nếu được thì chừng nào đám cưới được nè. Ba mẹ hối rồi đó, chừng nào cưới được. Thời gian thì không quan trọng, chủ yếu là hai người hợp và hiểu nhau mà. Lúc nào cũng được hết, làm dâu được không? À, anh ở Cần Thơ luôn hả? Ờ, anh Cần Thơ, anh con Út. Em con một nên đi xa không được, nếu mà làm dâu thì em sẽ học hỏi hả? Sẽ cố gắng. Gia đình anh thì cũng không có yêu cầu làm dâu. Bắt rễ được không? Bắt làm rễ thì mình vẫn chấp nhận, tại vì mình thương thì mình chấp nhận. À, mình thích bạn trai cao thấp mập ốm như thế nào không? Dạ, cao cao xíu, cao hơn em xíu cũng được nữa chị. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m6 hả? Rồi em anh 1m62. Hơn 2 phân được không? Dạ, hơn được. Xíu rồi đó. Được ha, hợp lý dạ. Ha. Bên này người ta muốn lấy sớm đó, bên này mình chuẩn bị sao? Cho duyên hai người coi như thế nào, coi gặp mặt có hợp hay không. Mà cái ý em á là em muốn chừng nào kết hôn là phù hợp? Thấp nhất thì cũng sang năm sau. Nghe vậy thấy được không? Dạ cũng được. Muốn hỏi gì nữa không? Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái nha. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với hai đứa bạn thân của em, vì mẹ em có việc nên không có đi được. À, rồi cho chị gặp bạn em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả và chào bạn Nam ạ. Em là bạn của Hương. Hương thì nó rất là hiền, sống nội tâm nữa, cho nên là tới bây giờ vẫn chưa có bạn trai. Hy vọng là qua chương trình này giúp cho nó tìm được một người bạn trai phù hợp để cho nó bớt đu bám bạn bè lại. Từ ngoại hình thì hai bạn rất là hợp nhau. Về tính cách thì em thấy bạn Nam bên này á hoạt ngôn, chín chắn, cho nên hai bạn có thể bổ sung cho nhau. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với cha với mẹ. À có cha mẹ ha. Dạ, dạ chào cô chú. Dạ xin chào Quyền Linh và Cát Tường. À mẹ trẻ đẹp quá. Chào tất cả quý vị khán giả. Tôi là mẹ của Nguyễn Dũng Liêm. Cháu nó ham làm không à, cho nên không có tìm hiểu bạn bè, nên nay tới chương trình để nhờ Quyền Linh với Cát Tường kết hợp, thấy hai cháu nó hợp với nhau, lại tánh tình giống, nói chung là tạm gọi là mẹ chồng đi. Rất là hợp, hiền từ, mình không có thích chanh chua, thấy vừa ý. Dạ. Còn sự tìm hiểu giữa hai cháu thì bước sau để cho nó tự quyết định. Dạ. Dạ, xin chào chương trình. Coi như là ok. Ok. Bữa nào mời cô chú đây hấp hôn bữa nha. Được không? Được đó, gia đình cũng rất là dễ thương ha. Dạ. Bây giờ thôi mình mở cái rào cho hai bên gặp mặt đi coi làm sao. Mở rào. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Không biết anh có thích đọc sách không? Cuốn sách này nó có ý nghĩa là toàn bộ quỹ bán cuốn sách thì đem đi từ thiện. Và cuốn sách này cũng giúp cho anh là đôi khi cuộc sống nó khó khăn, nó mệt mỏi, nó thất vọng, thì hy vọng cuốn sách này sẽ làm cho anh tìm lại được chính mình nữa. Ok, anh cảm ơn em rất là nhiều. Liêm cực kỳ thích sách, ở nhà rất là nhiều sách. Vừa thấy cuốn sách là Liêm đã thích ngay từ đầu. Để anh giới thiệu sơ cuốn sách này cho nghe. Anh là chủ tịch cái hội hiểu quỹ tới tim và anh là người sản xuất cuốn sách này. Nhờ cuốn sách này đã mổ mấy ngàn ca mổ tim
ha, tụi anh bán ra để có thể lấy tiền làm từ thiện. Anh rất cảm ơn em đã sử dụng quyển sách Hiểu Về Trái Tim. Dạ. Cho anh hỏi một câu là em có ước mơ gì sắp tới? Em muốn đổi một công việc nào đó nó có thể giúp cho gia đình em hơn ạ. Về kinh tế hả? Dạ, em muốn buôn bán hơn, tự mình ở nhà làm. Ví dụ như buôn bán thì em thích buôn bán cái gì? Dạ, buôn bán quần áo hay mỹ phẩm gì đó. Về quần áo thì anh có một tí kinh nghiệm, tại vì anh đã từng mở shop thời trang. Dạ. Anh có thể giúp em cái chuyện đó. Dạ. Nói chung đây cũng là một cô gái thông minh, nếu như em hướng dẫn làm tài chính chung với em cũng là rất là tốt. Ví dụ như kết hôn rồi thì em ở đâu? Em thích ở đâu? Em muốn ở gần gia đình mình hơn ạ. À. Vì em là con một nên em muốn chăm sóc ba mẹ. Cái vấn đề đó thì đối với anh nó dễ lắm. Tại vì anh thì quen đi tới lui như vậy rồi. Nói chung là Tiền Giang gần lắm. Em thì em muốn một người bình giản dị thôi. Chứ em không có muốn mà đua đòi này kia với người ta. Nên em quan trọng là gia đình hơn. Đó là người phụ nữ anh cần mà. Tại bên ngoài anh lo được. Em nhìn anh giây phút ban đầu thì em thấy như thế nào? Cũng đẹp trai, trắng trẻo. Cái quan trọng là về tính cách á, em thấy có hợp không? Em thấy anh là người trưởng thành ạ. Em cảm nhận người bạn nữ này lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy là người như thế nào? Chưa một mối tình nào, chưa nắm tay bạn trai một lần nào luôn nhé. Bạn nữ này thì vô cùng hiền, phúc hậu, là người phụ nữ gia đình tốt. Bạn em hãy tiến tới nói một cái điều gì đó với cổ, hoặc là hát tặng cổ một bài hát đặc biệt gì đó, một giống như thay một lời tỏ tình ngày hôm nay. Em hát thì không được hay lắm, nhưng mà cũng có thể hát tặng một bạn nữ một đoạn. Rồi. Nhưng mà em run quá, cho một tràng pháo tay khích lệ được không? Em ở nơi nào có còn mùa xuân không em? Rừng à lá gió từng đêm nhắc nhở thì thầm, nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cũng mây về. Sao em vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở trong hồn, và thương đôi mắt nhỏ em buồn. Vì mình yêu nhau, vì mình xa nhau nên mới dần hơn. Vì mình xa, vì em cùng quá. Rồi. Đang hay à, còn câu cuối nữa hả? Là đầu tiên em cùng như vậy. Trái tim mình nó có rung động rồi đó em. Tốt. Ok. Bây giờ chúng ta để tay bấm đi các bạn. Khoảng thời gian nói chuyện nãy giờ chắc chúng ta cũng đủ cảm nhận về nhau, đủ xem đây có thể là một nửa mảnh ghép của mình. Suy nghĩ thật kỹ nha các em. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi. Bây giờ là cái nắm tay đầu tiên nhé. Đầu tiên đấy. Tay em đầu... bị đổ mồ hôi vậy. Kệ. Tại hồi đó giờ không ai em nắm á, nó mới đổ mồ hôi đó. Tay anh đổ hơn. Trời, tay lạnh quá. Bây giờ nụ hôn đầu tiên nè. Đầu tiên đó nha, sao ấn tượng nha, nụ hôn đầu tiên đó. Cái nắm tay đó đầu tiên là nụ hôn đầu tiên đó. Nào, bình tĩnh từ từ thôi. Cho anh xin phép nha. Dạ. Yeah. Cảm nhận như thế nào? Dạ, mắc cỡ quá. Mắc cỡ quá. Nhanh quá à. Hùng để lâu lâu chứ. Hùng nó miết miết chút xíu nào. Lại làm lại cái nụ hôn đầu tiên nó quan trọng lắm. Nào, để y nguyên nha. Chừng nào tôi nói buông ra mới buông nha. Bắt đầu. Từ từ, để y nguyên, để y nguyên. Thấy sao? Hả? Hồi hộp. Hồi hộp. Hộp. Em cảm thấy sao? Dạ, cũng hồi hộp. Hồi hộp. Thích không? Dạ hết. Dạ hết. Hết là được rồi. Đây là những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn.